Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu và đánh giá cho các bác một chiếc xe đạp địa hình, khung là khung full carbon các bác nhé. Khung full carbon của hiệu Sava. Hiệu này là hiệu của Đức. Xe được trang bị là khung carbon này, bánh vành bánh là bánh địa hình. Có thông số kỹ thuật là 26x195. Được trang bị bộ chuyển động Shimano Antut 9 lít và 3 đĩa phanh dầu. Bây giờ em sẽ quay chi tiết từng chi tiết xe cho các bác xem. Phanh dầu Shimano, ghi đông Sava này, phốt tăng cũng Sava luôn. Còn này là khung full carbon đó nhé. Giảm sóc dầu thủy lực, có khóa hành trình giảm sóc. Về phần khung, khung carbon dây âm sườn, xe này có mã là Sava SV550 các bác nhá. Thì chiếc xe này thì tầm năm ngoái thì em cũng đã có bán qua một con hai con ở trên kênh rồi. Các bác nếu mà theo dõi lâu ngày thì các bác cũng đã biết. Xe được trang bị phanh đĩa dầu 9 lít, củ đè Antut. Đây phần sơn đây thì em cũng quay chi tiết cho các bác luôn. Đấy. Đẹp xấu hay là các bác tự đánh giá. Theo em thì xe còn khá là tương đối, có một vài cái vết xước nhỏ thì xe bãi mà qua sử dụng thì có thể tránh khỏi. Đây có thể nhìn thấy cái dòng chữ là carbon fiber đây này, là khung carbon fiber carbon. Rock Seji tức là dòng sản phẩm khung carbon thương hiệu Sava của Đức. Ở trên mạng YouTube thì nó có một cái clip test cái độ bền của khung carbon của Sava rồi. Vâng, đây nha các bác nhá. Thì đây là cái video test độ bền, độ cứng của khung Sava hiệu Đức của một bên đại lý ở bên nước Thái Lan. Thì là đầu tiên là người ta cho ô tô cán qua. Đấy, sau đó là cho súng AK bắn. Súng AK bắn. Sau đó là ráp lại xe bình thường. Ráp thành xe vẫn chạy bình thường các bác nhá. Khung Sava thì nếu mà để nói về chất lượng của nó thì tuyệt đối yên tâm. Đấy, tuyệt đối yên tâm về chất lượng của khung Sava. Bây giờ em sẽ vào tiến hành đo size và kiểm tra chuyển động cho các bác xem. Vâng, size của chiếc xe là từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc yên là 42 cm các bác nhé. Size 42 với xe địa hình thì là nó là thường nó sẽ thấp hơn xe đua. Và chiều dài của gióng ngang đó là từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 56 cm. Cái chiếc xe này thì phù hợp cho các bác cao từ khoảng 1m63 cho đổ lên đến khoảng 1m73 là đi phù hợp con xe này. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết phần chuyển số cho các bác xem. Thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Ta có 27 tốc độ 9327, 27 tốc độ khác nhau.
Vâng, dòng địa hình của Sava Đức đến từ thương hiệu Đức. Bộ chuyển động rất là mượt. Khung full carbon. Và xe có giá rất tốt bên em là 7.9 triệu. Bao ship toàn quốc cho các bác. Chuyển hết tiền 100%. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì có thể liên hệ Zalo cho em trên số điện thoại màn hình 0975 70943 để em tư vấn trực tiếp. Và ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi các cái chiếc xe đẹp khác em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.